everyone, welcome back to my channel. Today we are going to prepare my noodle chicken drumstick curry for kids in my village. So now I tell you ingredient today we have chicken drumstick 7 kg, my noodle 15 kg, cabbage, long bean, onion, carrot, basil, cucumber, fish paste, curry seed, curry powder, satay, chicken powder, palm sugar, chili paste, and condiment grocery. Okay, so now get started with us. Okay, I love you now. Bong to the crew, throw off. Got three. The side chin for a young girl. Wow. Okay. Bên đây vẫn trời liêng liêng. Soy bean oil. Tựa cái ai lấy nhá nó. Thả con vô lắm. Now I add curry seed. Cinnamon, star anise. Ôi, ăn sảnh nát, ấy còn phải nhập mấy bọn tư. Mình lấy nhà ní, ở chung anh tí xanh sảy tư. Fondant grocery. Chili paste.
าต่างอ้าวเลยซาเต้ซาเต้ข้าวขนาดเมียสามตอนเราสนับสนุนสมองเราสนับชิคเก้นไทเดอร์tới vừa nó mới chọc anh mày mày nhắm hai anh ta lại nâng mày mày quạt cho chặt nhà mà nâng cả món tiền chơi chặt nhà mình đứng đây không? Ê, rồi cái gì? Chơi chặt đấy. Chơi chặt. Không phải kể chúng ta hết kìa. Kìa.
tới giờ mình trong nhâm cho phía món thì có bà chám quá phở phở nó lại vui vui ăn ơ cha vui ăn không tiền